Hello, hello cả nhà ơi, hello cả nhà ơi. Hiện tại thì Thanh Mai đang có mặt tại quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Và sáng nay thì mọi người sẽ đi tham quan quảng trường Thiên An Môn và sau đó là tham quan cả Từ Cấm Thành nữa đó các bạn ha. Rồi bây giờ mọi người đi theo Thanh Mai nha, chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng thú vị tại quảng trường Thiên An Môn và Từ Cấm Thành của Trung Quốc. Đây là nhà hàng ăn sáng trong khách sạn Beijing Sao Chiao Chiên Chao khách sạn. Và đây là cái phần nước uống ha. Thì không gian rất là rộng, có cái cây rất là đẹp. Đó, giờ đi một vòng nha mọi người để coi thử là đồ ăn có gì ha. Hôm nay ăn ít lắm, hôm nay sợ mập lắm mà hôm nay không ăn nhiều đâu. Buổi sáng hôm nay chỉ ăn chút thôi đó, có bánh mà. Hầu như là rất hiếm khi mà Thanh Mai đi vô buffet khách sạn mà Thanh Mai ăn bánh mì không có. Đó, đây là có mấy cái đồ ăn sáng này. Là coi có gì đây nè. Mấy cái bánh này, mấy cái xôi nè, bánh bao nè ha. Rồi khoai lang. Rồi đó, cái này. Thôi nhưng mà Thanh Mai, tối nhất là Thanh Mai không ăn. Ăn nhiều quá về nhà Việt Nam tập thể dục này. Nè xôi nè, ngon lắm nè. Có nhiều thứ lắm, nhiều lựa chọn. Đây là phần trái cây, hồi nãy có nhiều chuối lắm á, đó chuối bên kia. Chuối bên kia ha. Đó. Rồi. Đây có salad nè. Salad. Đó. Có rất là nhiều đồ salad. Trái cây có nhiều đồ ăn sáng. Nhưng mà về căn bản, chuối. Má mai thích, chút nữa phải lấy xì chum mấy trái chuối thì được. Đó. Rồi. Ở bên này có khu vực chiên trứng. Đây anh đầu bếp. Chiên trứng. Gà chiên. Đó, gà chiên. Ở bên này có đồ cơm. Đó, có mì. Cơm mì ha đó. Rồi, ai lấy thì đóng lại cho nó nóng ha. Đó, đây có nhiều thứ. Có nhiều thứ lắm các bạn. Cơm mì rồi rau xào nè, rau xào. Có rau xào như vậy ha. Đây cũng rau xào nè. Rau xào. Đó. Có nhiều thứ lắm, mà đây là cái gì? Đậu hũ. Còn cái này. Súp. Cháo đậu xanh, cháo đậu cháo trắng và mấy thứ này. Đó ha, đó là khu vực sơ và khu vực nhà hàng. Sơ khu vực nhà hàng này đó các bạn ha. Đó, sơ nha. Mọi người đang đi tham quan quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Đó. Sáng rất là sớm, sáng từ khi mà mặt trời bắt đầu lên á. Thấy mặt trời đẹp không mọi người? Mặt trời bắt đầu lên đó là người ta sẽ làm cái lễ quốc kỳ ha, gương cờ lên ha, gương quốc kỳ lên ha. Sáng nay trời âm một độ, rất là đẹp nè. Tức là đối với người Trung Quốc đó, hoặc là du khách đó, người ta đến đấy thật sớm là người ta làm xem cái lễ ha, gương cờ lên đó. Và đối với người Trung Quốc đó, nếu như mà người ta chết á, mà người ta được đắp quốc kỳ á, là một điều vinh dự ha. Đẹp không? Mọi người thấy là buổi sáng đẹp không? Đó, rất là đẹp buổi sáng á. Buổi sáng không khí rất là mát. Người Trung Quốc á, cả nhà nhiều khi á, họ đến từ những cái thành phố khác á, họ đến đây họ muốn xem cái lễ mà dân quốc kỳ á các bạn, là họ phải tập trung từ lúc 2 giờ sáng á mọi người, để có chỗ mà xem á, tại vì nếu mà xem gần á thì sẽ đẹp á, mà xem xa quá thì nó sẽ không đẹp ha. Đó, mọi người thấy không, đang di chuyển lại cái quảng trường Thiên An Môn ha. Đi vô khu vực này á là không được mang theo dao kéo, không được mang theo những cái đồ vật nhọt, không được mang theo không được hút thuốc,
Không được mang theo những cái băng rôn, biểu ngữ hoặc là những cái giấy tờ quốc ngữ không có nội dung ha. Đó, mọi người xếp hàng đi vô trong hàng như vậy. Đó, thấy cái tòa nhà không? Mọi người đang di chuyển vào Thiên An Môn và chúng ta sẽ thấy được hình của Mao Trạch Đông cũng như là thấy được lăng của Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc. Thì Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc sẽ mất năm 1976. Và họ cũng bảo quản thi hài của Mao Trạch Đông giống như là bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trung Quốc bảo quản thi thể của Mao Trạch Đông không có theo công nghệ của Liên Xô mà bảo vệ cái thi hài của Mao Trạch Đông theo cái công nghệ đông y của người Trung Quốc. Và bây giờ đã bảo quản được hơn 50 năm rồi thì vẫn tốt, cơ thể thi thể của Mao Trạch Đông vẫn tốt. Trên đường đi chúng ta sẽ thấy được nhà quốc hội nè, văn phòng chính phủ nè, kể cả có bảo tàng quốc gia luôn. Nhưng mà bảo tàng quốc gia thì thường nó rất là khó để mà có thể mua được vé tham quan ha. Đó. Du khách thì rất là đông nên mọi người cần phải thuê một cái tai nghe Bluetooth. Và giá của tai nghe Bluetooth là 20 tệ cho một ngày ha. Đó. Từ đây mọi người có thể thấy rồi không? Đây. Thấy được hình Mao Trạch Đông rồi nè. Các bạn không? Thấy được hình Mao Trạch Đông rồi ha. Mọi người sẽ thấy được cái bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ha. Đó, đây. Tưởng nhớ tất cả những anh hùng hy sinh trong những cuộc chiến ở Trung Quốc đó các bạn. Đó, đông ghê chưa? Đó, anh hùng liệt sĩ giống như cái cây kiếm nè mọi người, giống như cây kiếm ha. Đó. Đó, cái kiếm được cắm ở đây là để cố định cái lông mạch của Bắc Kinh nè. Đây chính là cái trục chính ha, trục chính của Bắc Kinh ha. Chiều dài là 10 km ha. Ở đây là tất cả những cái kiến trúc rất là quan trọng ha. Bao gồm cung của vua. Đó. Mọi người thấy chưa? Đó, nếu mà đi thẳng là ra đến cái khu lăng mộ của nhà Minh luôn ha, của dân tộc Trung Hoa luôn ha. Đó, mọi người thấy không? Thấy đây là lăng của Chủ tịch Mao Trạch Đông chưa? Các bạn thấy không? Giống như khi mà các bạn đi Hà Nội đó, các bạn thấy lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh á. Thì đây cũng là lăng của Mao Trạch Đông ha. Đó. Đây là nhà quốc hội nè các bạn ha, đây là nhà quốc hội ha. Đó, đây chính là nhà quốc hội nơi họ tiếp đón nguyên thủ quốc gia ha. Đó. Đấy là nơi làm việc của bộ máy của chính phủ của Trung Quốc. Đó, mọi người đi vòng vòng. Bây giờ đi lại cổng Thiên An Môn. Và mọi người thấy cái con đường này không? Cái con đường này là một trong những cái con đường trục chính ở thủ đô Bắc Kinh. Và cái con đường này á, nó dài hơn 30 km lận đó mọi người. Ngày xưa ở Trung Quốc các bạn, vua mà đi ị mỗi ngày á, là thấy y viện là phải kiểm tra phân và nước tiểu của vua coi là long thể của vua có bình an hay không. Đây chính là cổng thành của Thiên An Môn và chúng ta thấy được hình của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhân dân thế giới đại đoàn kết là vạn tuệ. Đó, nó có hai cái dòng chữ nó nói vậy đó các bạn ha. À, có hai cái cây ha. Có hai cái đôi ha, là cái con trai của con rồng á, có hai con rồng. Vọng Cung Khuê. Nơi đây là ngày xưa họ bỏ mấy cái con rồng á các bạn. À, để kêu vua về ha, vua không được đi chơi ha. Đó, lại gần lắm rồi nè, lại gần ơi là gần luôn. Các bạn ơi, mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh TikTok của Thanh Mai nha mọi người. Đó, mọi người vẫn đi chứ ha.
dòng người hối hả, rất nhiều người, rất đông, rất đông.